thì cần kiêng ăn gì? Đây là điều mà rất là nhiều bệnh nhân muốn biết. Hôm nay ở video này thì Thảo dùng Đức Thịnh sẽ giúp người sử dụng cây an xoa nói riêng và người dùng thuốc nam nói chung biết cách dùng thuốc sao cho để phát huy tối đa hiệu quả của vị thuốc. Theo đông y thì mỗi vị thuốc nam thì đều có tính riêng biệt, từ đó tạo ra những cây thuốc, vị thuốc có những tính năng và tác dụng mà đặc trưng mà không có cây thuốc nào giống cây thuốc nào. Cũng chính vì lý do đó mà mỗi vị thuốc nam thì chúng ta cần có một chế độ kiêng khem hợp lý để phát huy hiệu quả của vị thuốc. Và hơn thế nữa thì trong đông y, chế độ ăn uống cũng chính là cách điều trị bệnh tật hữu hiệu hàng đầu chỉ sau việc sử dụng thuốc. Cây an xoa là một vị thuốc dân gian được nhân dân ta sử dụng trong các phương thuốc điều trị các bệnh về chức năng gan như là ung thư gan, xơ gan và viêm gan B. Khi sử dụng cây an xoa thì người bệnh cần lưu ý là không để cho cơ thể bị lạnh hoặc là thấp nhiệt. Do đó thì người bệnh nên hạn chế một số loại thức ăn có tính lạnh như là cua đồng, cá mè, ốc, thịt trâu, thịt dê, rau dền đỏ, trái sung. Khi dùng nhiều những loại thức ăn trên thì không hề có lợi cho người bệnh. Vì vậy người bệnh hết sức chú ý trong quá trình sử dụng cây an xoa để làm thuốc. Các loại đồ uống cũng cần kiêng khem khi sử dụng cây an xoa là chè khô, cà phê, sữa, rượu và chất kích thích là những loại đồ uống mà người bệnh cần kiêng khem trong quá trình sử dụng cây an xoa để làm thuốc. Chè và sữa là những loại đồ uống nếu như là sử dụng cây an xoa hay là bất kỳ cây thuốc nam nào thì cũng sẽ gây giảm tác dụng của vị thuốc, bởi vì các chất có trong chè và sữa thì sẽ làm giảm đi khả năng hấp thu của các dược chất có trong cây thuốc và làm giảm đi hiệu quả khi dùng thuốc. Những đối tượng không nên sử dụng cây an xoa là phụ nữ đang mang thai, phụ nữ sau khi sinh, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, người bị bệnh tim mạch và người bị bệnh suy thận. Do là một vị thuốc không phải là loại rau cỏ thông thường nên do vậy thì người bệnh cần hết sức chú ý và cũng không nên tự ý mua thuốc về sử dụng khi chưa có sự tư vấn của nhà thuốc để tránh gặp phải những tác dụng ngoài ý